Chào bạn Nhật, xin chào các bác. Em lên sóng phục vụ các bác một con iRobot Roomba mã E5. Một con máy mà em đánh giá là cái giá thành của nó rất là phù hợp, giá thành bình dân, mà các bác có đầy đủ công nghệ như kết nối điện thoại, điều chỉnh trên app điện thoại. Chiếc này thì em báo giá luôn là em bán là 4,1 triệu. Đấy, đi kèm cho các bác một đốc sạc để hết pin từ bể sạc này, một cục tường ảo này. Đấy. Tặng kèm hai chổi quét, một lọc rác. Đấy. Con nào về phụ kiện nó có thế nào thì bán cho các bác đúng nguyên như thế luôn. Đấy. Một con E5 các bác nhé. E5 có kết nối app điện thoại. Đấy. Cái model dòng E này này, cái giá của nó rất là bình dân, các bác nhìn thấy mặt wifi. Hiện tại con này em đang kết nối bằng app điện thoại, nhưng mà đang dùng điện thoại này để quay cho nên là không quay cho các bác cái phần cái app kết nối được. Đây. Đối với mẫu E5 này thì cái giá thành của nó phù hợp các bạn, vừa phải, mà các bác vẫn có một cái con máy mà đầy đủ các tính năng. Dòng này linh kiện nó thay rất là dễ, riêng đối với iRobot nhé, linh kiện nó rất là sẵn thay. Ví dụ các bác mua một cái chổi này nó rất là dễ, chỉ 20-30 nghìn thôi. Một quả pin này, con này thì em đã thay pin mới cho các bác em lắp trong này rồi nhé. Các cái quả lô này nó cũng bán rất là nhiều, thì dưới 100 nghìn thôi. Lọc rác này hay là bất kể một cái gì các bác cần mua của bọn này đều có hết, rất là sẵn. Đây, hai cái chỗ tiếp xúc của nó này, đây mã robot E5 nhé. Một cái mẫu mà em đánh giá nó là vừa tầm tiền, gọi hút khỏe sạch. Bây giờ em sẽ cho nó chạy thử cho các bác xem nhé. Hết pin tự về sạc rồi. Đây là nó nghe điều khiển trên điện thoại được đấy, nhưng mà điện thoại thì mình đang quay chứ không là không. Cho nó hút bẩn các bạn nhé. Đấy. Khi mà nó vật gặp các cái vật bẩn, các bạn nhìn nó sẽ loanh quanh, nó hút tại cái điểm đấy rất là nhiều luôn. Cho thêm này. Đấy, nó sẽ phát hiện ra các cái chất bẩn thì nó sẽ quay đi quay lại, nó hút ở đấy. Đây, hiện tại cái chất bẩn em vừa ném đây. Đấy. E5 các bác nhá, giá 4,1 triệu thôi, rất hợp lý. Có kết nối app điện thoại cho các bác luôn. Kết nối app điện thoại nhá. Đây. Hết pin tự về sạc. Trên app của bác điều khiển được hết. Đấy, trên app điều khiển được. Các bạn nào còn lấy như này các bạn lô